thật lâu trước khi dòng dõi của họ bị tuyệt diệt trong cuộc đại suy vong. Hoàng tộc Kamavo tôn sùng loài rồng hoàng gia như những sinh vật mạnh mẽ oai hùng. Là một chú rồng hoàng tộc hiếm hoi còn sống đến ngày nay, Smolder lợi hại không kém tổ tiên của mình. Hoặc chí ít là vậy sau khi cậu làm chủ được cách bay, phun lửa và to lớn như một con rồng chính hiệu. Tiểu Hỏa Long là một xạ thủ cần thăng tiến sức mạnh. Dù ban đầu chỉ là đốm lửa nhỏ nhoi, nhưng Smolder có thể bùng cháy ở cuối trận. Bạn đã sẵn sàng đùa với lửa chưa? Chào mừng đến với tiêu điểm tượng Smolder. Nội tại của Smolder là Long Hỏa. Mỗi khi có kỹ năng trúng tướng địch hoặc hạ gục mục tiêu bằng quy, Smolder sẽ trưởng thành hơn một chút và nhận điểm cộng dồn. Mỗi cộng dồn giúp tăng sát thương của các kỹ năng cơ bản. Càng tích lũy nhiều nội tại thì kỹ năng của cậu càng mạnh. Cũng có nghĩa trận đấu càng dài thì sức mạnh của Smolder càng lớn. Luyện rồng là vậy đó. Chiêu quy của Smolder là hơi thở bỗng cháy. Cậu dùng sức phóng ra một quả cầu lửa cực xịn vào mục tiêu. Dù ban đầu nó yếu xìu, nhưng hãy kiên nhẫn. You started it. Khi Smolder tích lũy thêm điểm cộng dồn nội tại, hơi thở bỗng cháy sẽ được tiến hóa theo 3 bậc. Ở bậc 1, nó gây sát thương ra xung quanh mục tiêu. Ở bậc 2, tạo ra vụ nổ phía sau quả cầu lửa ban đầu. Và ở bậc 3, ngọn lửa thiêu đốt mục tiêu với sát thương chuẩn cộng thêm trong vài giây. Nếu rơi vào ngưỡng máu tử, thì mục tiêu sẽ bị nướng chín luôn. Nhớ là Smolder nhận điểm cộng dồn mỗi khi cậu đánh trúng tướng địch bằng kỹ năng hoặc hạ gục bằng quy. Hãy tập trung kết liễu và cấu rễ bằng quy để Smolder tích trữ nội tại nhanh nhất có thể nhé. Ở giai đoạn cuối trận, Smolder sẽ trở thành nỗi kinh hoàng trong giao tranh với cả tấn sát thương diện rộng. Phun lửa thật ra cũng có bất lợi riêng của nó, nhất là khi bạn hít phải tro bụi. Với W, Smolder hắt hơi ra một luồng lửa. Luồng lửa này gây sát thương, làm chậm mục tiêu giây lát và phát nổ quanh mục tiêu. Cúm mùa còn dễ chịu chán. Trong giai đoạn đi đường, Haxi là chiêu thức phàm lính hữu dụng của Smolder. Kỹ năng này làm mềm đợt lính để kết liễu bằng quy và tích cộng dồn. Trong giao tranh, đây là chiêu thức diện rộng tác động lên nhiều tướng địch và phát nổ quanh mỗi mục tiêu, đồng thời mạnh lên theo nội tại và bậc kỹ năng. Sát thương giai đoạn sau của nó cũng rất đáng gờm. Đôi cánh nhỏ xíu thấy cưng chưa? Nhưng chúng không chỉ để trưng đâu nha. Với chiêu E, vỗ cánh tung bay, Smolder bay lên trong giây lát. Cậu vượt địa hình, nhận thêm tốc độ di chuyển và tầm nhìn. Cậu liên tục bắn lửa vào kẻ địch gần nhất trong tầm và ưu tiên tấn công tướng thấp máu nhất. Chiêu E có thể giúp Smolder truy bắt và hạ gục mục tiêu đang bỏ chạy, nhưng nó cũng là công cụ thoát thân duy nhất của cậu, thế nên nhớ nhìn trước ngó sau rồi mới bay nhé. Phía sau mỗi chú rồng nhí luôn có rồng mẹ giỏi thè bảo vệ. Smolder dùng chiêu cuối mẹ ơi để trừng phạt những ai bắt nạt cậu. Chúng sẽ nhận được một bài học đắt giá. Sau khi ra chiêu, mẹ của Smolder sẽ xà xuống, phun lửa dữ dội và thiêu cháy kẻ địch thành tro bụi. Mục tiêu ở trung tâm ngọn lửa phải chịu thêm sát thương và bị làm chậm. Luồng lửa bắt đầu từ phía sau vị trí đứng của Smolder và bay đi một quãng đường dài. Kẻ địch trên đường đi của ngọn lửa sẽ nghe thấy tiếng gầm của rồng mẹ, thế nên cách tốt nhất là tìm chỗ trú. Không có gì bỗng cháy hơn tình thương của mẹ mà. Chiêu cuối có thể giúp Smolder chống lao vào trong lúc nguy cấp. Dù vậy, rồng mẹ mạnh nhất khi giao tranh, nhất là khi kẻ địch đứng co cụm lại một chỗ. Hãy làm chậm chúng bằng chiêu cuối, sau đó bồi thêm các kỹ năng gây sát thương làng khác của Smolder. Cộng dồn nội tại long hỏa của Smolder sẽ giúp cậu biến ngọn lửa nhỏ thành biển lửa dữ dội. Smolder cần có giai đoạn đi đường an toàn để tích trữ nội tại và cường hóa chiêu quy trước khi cậu chinh phục cả thế giới. Do đó, cậu cần đi cùng một hỗ trợ mạnh về đi đường và bảo kê để giúp cậu đủ lông đủ cánh. Các tướng có khả năng khép góc sẽ là bạn đi đường phù hợp với chú rồng nhí này. Mặt khác, Smolder có thể gặp khó khi đối đầu với các tướng gây hiệu ứng khó chịu, buộc cậu phải lùi lại và mất nội tại. Nếu không thể tích trữ long hỏa, cậu sẽ rất yếu khi trao đổi chiêu thức. Do đó, các tướng có thiên hướng cấu rỉa và mở giao tranh sẽ là lựa chọn khắc chế cứng Smolder. Smolder phát huy sức mạnh tối đa trong giao tranh tổng nhờ lượng sát thương lan lớn với sở trường thiêu cháy đám đông kẻ địch. Cũng giống như các xạ thủ khác, cậu cần giữ vị trí tốt để giữ an toàn và tránh đi lẻ để rồi chết chay khi chưa kịp làm gì. Smolder là một xạ thủ đơn giản với bộ kỹ năng dễ thao tác. Nếu bạn cần lý do tập chơi một tướng xạ thủ bắn chảy nòng, thì đây chính là dịp để bạn thử sức với Tiểu Hỏa Long. Tương tự, nếu bạn thích các xạ thủ cơ động như Ezreal hay Zeri, hay các chủ lực siêu mạnh như Tristana và Cogmore, thì Smolder cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Và dĩ nhiên, nếu bạn đam mê dọn lúa gánh tim như các Menaceus hay Vega, biết đâu Smolder với sức mạnh khủng về sau chính là thứ bạn cần. Sao tự nhiên nóng vậy ta? Tôi phải đi hạ hỏa đây. Hãy học bí kíp luyện rồng trong đường dẫn bên dưới và thiêu cháy bản đồ cùng Smolder, Tiểu Hỏa Long.